5 lý do Quang Hải nên về V-League. Tương lai của Quang Hải đang có những dấu hiệu bấp bênh tại Pau Fan Club. Nghiêm túc mà nói, V-League hiện tại là nơi đáng để Quang Hải suy ngẫm trở về. 1. Ít được thi đấu tại Pau Fan Club. Với Quang Hải, việc ra sân ở Ligue 2 trong màu áo Pau Fan Club đã không diễn ra suốt hơn một tháng qua. Tính từ thời điểm anh trở lại đội bóng sau kỳ AFF Cup 2022 không thành công, tiền vệ người Việt Nam chỉ được đá đúng 2 trận, với tổng cộng 12 phút sau 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị ở cuối hiệp 2. Tương lai của Quang Hải tại Pau Fan Club trở nên bấp bênh. Câu chuyện anh sẽ phải rời đội bóng nước Pháp. Dù vẫn còn hơn 1 năm hợp đồng trở thành chủ đề được giới truyền thông Pháp bắt đầu bàn luận trong vài tuần trở lại đây. Alexandre Castet, cố động viên của Pau Fan Club thừa nhận khả năng đội bóng này sẽ cho Quang Hải ra đi theo diện cho mượn hoặc bán đứt. Tờ La Rep de Paris tiết lộ, Pau Fan Club và Quang Hải đang xem xét nghiêm túc tới việc sớm chấm dứt bản hợp đồng vốn kéo dài tới mùa hè 2024 giữa hai bên. 2. Cơ hội thi đấu thường xuyên. Quang Hải đương nhiên sẽ là người quyết định cho chính tương lai của anh. Tiền vệ sinh năm 1997 có thể kiên nhẫn ở lại để cạnh tranh vị trí tại Pau Fan Club. Anh cũng có thể nghĩ đến những lựa chọn tại Thụy Sĩ hay Tây Ban Nha. Nhưng việc trở lại V-League cũng không phải một quyết định tồi đối với Quang Hải ở thời điểm hiện tại. Thậm chí, đó là giải pháp an toàn nếu như Quang Hải muốn được ra sân thi đấu thường xuyên trở lại. Ở V-League, Quang Hải thi đấu 127 trận trong vòng 7 mùa giải. Anh cũng giành rất nhiều danh hiệu cấp độ quốc gia cùng với Hà Nội Fan Club ở giai đoạn này. 3. Nhìn từ những đàn anh khi trở về V-League. Những trường hợp xuất ngoại và trở về Việt Nam chơi bóng đem đến tính tham khảo cho Quang Hải. Công Phượng ghi 7 bàn thắng ở V-League 2017 và 12 pha lập công tại V-League 2018 cho Hoàng Anh Gia Lai, ngay sau khi trở về từ Mito Hollyhock. Rời Incheon và Sinh Trudins để trở về V-League thi đấu cho thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng cũng trở thành chân sút chủ lực của đội bóng này với 6 bàn. Mùa 2021, chân sút này cũng ghi dấu ấn trong chuỗi trận ấn tượng của Hoàng Anh Gia Lai, trước khi V-League dở dang vì đại dịch Covid-19. Lương Xuân Trường sau khi trở về V-League từ Gangwon Fan Club cũng ghi 4 bàn thắng tại V-League 2018. Đó là mùa giải anh ghi bàn nhiều nhất trong sự nghiệp tại giải vô địch quốc gia. Tương tự với Văn Lâm, rời Cerezo Osaka sau khi không được trọng dụng, anh đã chơi ấn tượng để giúp Bình Định giành ngôi Á quân cúp quốc gia và hạng 3 V-League. 14 năm trước, Lê Công Vinh sau khi hết thời gian thi đấu cho Leicester đã lập tức trở thành cầu thủ Việt Nam được hưởng lương cao nhất ở giai đoạn đó, khi đầu quân cho Hà Nội ACB. Năm 2015, khi từ Consadole Sapporo trở về, anh cũng có những năm tháng cuối cùng sự nghiệp với việc gặt hái chức vô địch V-League cùng B Bình Dương. Đó có thể xem là những trường hợp đáng để Quang Hải tham khảo trước khi quyết định tương lai của mình có nên trở lại V-League hay không. 4. Nhiều đội bóng sẵn sàng săn đón. Thị trường chuyển nhượng V-League 2023 sẽ mở cửa trở lại trong giai đoạn tới. Với trường hợp Quang Hải nghiêm túc trở về V-League ở giai đoạn tới, Hà Nội Fan Club sẽ là ứng cử viên hàng đầu. Ở thời điểm Quang Hải chia tay do hết hợp đồng và có lý tưởng sang Pháp chơi bóng, đội bóng thủ đô khẳng định sẵn sàng chào đón cầu thủ mà mình đào tạo bất cứ khi nào. Nhưng Hà Nội Fan Club hứa hẹn sẽ vấp phải sự cạnh tranh đến từ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Theo một số thông tin có được, trong thời gian qua, tân binh V-League cũng đã đánh tiếng về việc đưa anh trở lại Việt Nam chơi bóng. Một đội bóng khác cũng nằm trong diện tiềm năng là gã nhà giàu mới nổi, Nam Định. Đội bóng Thành Nam đã chi không ít tiền của để đem về sân Thiên Trường một loạt ngôi sao như thủ môn Nguyên Mạnh, trung vệ Hữu Tuấn, hậu vệ Hồng Duy, tiền vệ Khắc Ngọc, tiền vệ Henrio. Nếu như có Quang Hải trong đội hình ở giai đoạn tới, sức mạnh và tham vọng của Nam Định sẽ lại càng được củng cố tại mặt trận V-League. 5. Vì quả bóng vàng Việt Nam. Quang Hải cũng có thêm một lý do để trở lại Việt Nam. Đó là tham vọng giành thêm quả bóng vàng Việt Nam trong sự nghiệp. Đã 5 năm trôi qua, kể từ lần đầu tiên và cũng là duy nhất Quang Hải giành được danh hiệu này, tiền vệ tài năng này chưa có thêm một lần được vinh danh ở hạng mục cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất năm. Nếu cứ chôn chân ở Pau Fan Club như hiện tại, khả năng Quang Hải lỡ hẹn với quả bóng vàng Việt Nam lại càng thêm lớn.